Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube mình nha. Ôi trời ơi, nói chuyện thế nào cái mỏ của mình. Nó kiểu vướng vướng mọi người. Rồi cho nên là mình đôi khi mình nói chuyện hơi nhỏ một tí, mọi người thông cảm nha. Rồi ok, thì video này mình sẽ tâm ý cho bức tranh này nha. Đầu tiên là về đậu Hà Lan, thứ hai là bắp cải, thứ ba là về một cái măng. Ok. Ừ, nhưng mà cái này mình thấy nó toàn là màu xanh xanh thôi. Rồi đầu tiên thì mình sẽ sử dụng màu xanh này nhé. Xanh này thì mình sẽ tô cho cái vỏ bên ngoài của cái đậu Hà Lan nhé. Đấy. Đấy. Nhưng mà mình sẽ thay màu một tí, chứ mình không hoàn toàn tô giống mẫu nha mọi người. Xong thì cái cuốn này mình sẽ sử dụng màu kem mình tô nhé, để cho nó nổi nổi ra một tí. Mình sẽ xoay xoay làm sao để cho nó đều. Ok, tiếp theo là những cái đậu nhé. Đậu thì sẽ là màu xanh lá nhạt mà có ánh vàng vàng một tí. Rồi ở đây cũng vậy. Rồi, cái viên đậu thứ ba sẽ là màu vàng vàng nhé. Rồi, xong, mình tô xong rồi. Tiếp theo là tới cái thứ hai là bắp cải nè. Thì bắp cải là có hai loại luôn, có một loại bắp cải này, cũng có một loại là bắp cải tím. Thì mình sẽ tô bắp cải tím nha, thay một tí thôi. Cái cùi ở trên này mình vẫn giữ lên màu vàng nha, nhẹ nhẹ.
tôi nhiệt vào nha. Và nó sẽ cho ra cái hưởng mà các bạn muốn nha. Xong, tiếp theo là tới cái măng. Măng thì đó giờ là mình chưa bao giờ ăn luôn, nhưng mà mình cũng thấy rồi. Thì măng mình thấy là ở dưới sẽ là màu xanh. Mình sẽ dùng màu xanh riêu đậm nhé. Mình sẽ tô đậm ở dưới trước, xong mình sẽ tô dài dài lên. Mình sẽ chừa cái cuốn bên trên là nhiệt, bên dưới mình sẽ cho đậm. Măng thì nó sẽ có cái hậu chua á mọi người. Đó giờ cho nên là mình ít khi ăn măng lắm. Và nó có một cái mùi mình không có, mình cảm giác như hơi bị khó chịu á, cho nên là mình ít ăn lắm. Ở bên trên này thì mình sẽ sử dụng màu xanh nhẹ này mình tô nhé. Ok, video của mình đến đây là kết thúc. Bye bye.